giờ em cho thử thách các nè. Cái sô-cô-la này thì không nói rồi. Bây giờ anh bán cái này đi. Cái này là gì vậy? Hana xúc xiêu. Là gì? Bán đi. Mở ra đi. Hana xúc xiêu. Ha. Hana xúc xiêu. Hana xúc xiêu là nước rửa phụ khoa. Đó, với lại cái này. Là cái này là cái gì nữa? Là nước hoa. À, nước hoa thì được. Nước hoa dành cho cô bé. Mọi người đó, ngày hôm nay thì ông Quang ông qua bên đây á, ông tặng quà xong rồi ông bày trò ông làm tùm lum hết trơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hành ổng. Anh Quang vô bán hàng. Không, anh bận chăm sóc chó cho em rồi. Chó em mới lấy về. Trời ơi bận lắm, chẳng có con này phải được có người chăm sóc như thế không? Vậy vô bán hàng để ngoài kia rồi. Trời ơi, lại lên đó. Ngày hôm nay là cho anh Quang tới bắt anh Quang thử thách là livestream bán được hàng, không bán được hàng khỏi cho về luôn, mà quên ở lại chi tốn gạo. Nấu cháo chưa? Chưa, giờ kêu đi nấu cháo nè. Anh cầm nó nói gì đi rồi em đi. Chào nấu mọi cháo. Người bây giờ là đi quay... nấu cháo đã. Đồng hồ để mình đang liếc cái cháo. Ủa cái này là livestream hả, cái này quay vậy? Quay á. Gì hả? Trời ơi cái gì vậy trời, giờ làm sao mà biết bán hàng. Từ xưa giờ Quang Quang bán online một lần rồi, ngày xưa là Quang có bán online ha, và có bán online cái gì quên rồi, bán cái gì đó lúc trước qua có bán sầu riêng mà bây giờ là kiểu như phá sản luôn rồi. Giờ bây giờ là học bán online lại, bây giờ học lại nha mọi người. Giờ live stream đi. Giờ này chưa này đâu phải live stream đâu, đi qua YouTube mà. Vậy hả? Ừ rồi bây giờ anh muốn thử thách gì nè? Ăn đi. Mệt quá, ở đây là bán đồ bán tùm lum mà trơn á, rất là nhiều hàng hóa luôn. Tại đây là cái góc làm việc của em đó, biết không? Có sữa nè mọi người, quá trời sữa. Có đầy đủ. Ê, rồi. Sao? Bán cái gì? Giờ không biết bán gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt anh Quang livestream bán hàng. Giờ đây là cái để mà mình livestream nè. Rồi mình sẽ livestream, rồi mình sẽ bán hàng nha quý vị ơi. Gì vậy? Cái gì vô tay làm sạch vậy? Ở trong phim mỗi lần rửa tay. Thử thách nha, thử thách anh chọn cho anh, thử thách anh bán cái gì đó. Bán cái gì giờ, em hay bán gì được? Giảm cân. Giảm cân, ok, giảm cân. Giảm cân với bánh đi ha, bánh đi. Cái này bánh đúng không? Táo. Ồ, táo hả? Bánh là cái nào? Thôi giảm cân đi, thuốc giảm cân đi. Rồi, bữa nay làm thử thách cho anh Quang bán hàng luôn. Em chỉ anh đi, để cho anh đỡ nhục coi, chim đỡ nhục. Rồi, chờ mình xíu nha mọi người ơi. Mình live stream xong rồi mình sẽ nha. 3 phút ha. Quang sẽ live stream rất là ngắn gọn thôi, trong vòng 30 phút thôi, thì Quang rất là đói, chưa ăn gì mà bị bắt live stream. 30 phút gà chưa có chết. Chính rồi, Quang chưa ăn gì hết rồi mà bị bắt live stream là bán hàng. Bây giờ là cái sản phẩm của bên Trâm đang rất là hot, là cái sản phẩm sô cô la giảm cân nè. Bạn nào order giùm Quang. Đây, người mẫu đó. Luôn, giảm cân. Đó, giảm cân, ký. Đó, eo thon, đó đúng không? Rồi ai mua giùm Quang đi. Mua gì Quang đi, Quang mới được cho bán được 20 hộp. Ôi gì 20 hộp, chết trời ơi, cái này bán được lắm nên bán 20 hộp thì mới được thôi, mới được ăn cháo. 5 hộp thôi. Không, 5 hộp đơn giản quá, 10 hộp. Rồi bây giờ anh Quang là sẽ có nhiệm vụ bán được hàng nha. Rồi mọi người ơi, để coi khả năng anh Quang bán sao nè quý vị. Ai mà đang mà mình không tự tin với lại cái cân nặng của mình á, các bạn cứ yên tâm, vừa được ăn ngon mà vừa được giảm cân nữa, đúng không? Sô-cô-la là một món ăn mà tất cả chúng ta đều thích, và đặc biệt là chắc các bạn thiếu niên bây giờ đó, mình hay có lo nghĩ về con cái mình đang bị chứng béo phì, thì yên tâm đi, cái sản phẩm này dành được cho thiếu niên luôn ha. 18 tuổi trở lên mới được sử dụng. Thì anh nói thiếu niên đó. Anh nói đúng mà. Không biết. Cái sản phẩm này dành cho 18 tuổi trở lên ha. Các bạn nào bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học thì mình hay bị tự ti bởi cái ngoại hình của mình, đúng không? Thì các bạn cứ yên tâm, thì ăn sô-cô-la, mình đi đâu mình cầm cục sô-cô-la, người ta cũng nói không có nói thằng này điệu quá, hoặc con bé này thì ngựa quá, để uống thuốc giảm cân. Đó, cứ cầm sô-cô-la mà ăn. Rồi có ai mua được Quang không? Bây giờ em cho thử thách các nè, cái sô-cô-la này thì không nói rồi. Bây giờ anh bán cái này đi. Cái này là gì vậy? Hana xúc xiêu. Là gì? Bán đi, mở ra đi. Hana xúc xiêu. Ha. Hana xúc xiêu. Hana xúc xiêu là nước rửa phụ khoa. Cái này anh cho em. Bây giờ anh mới bán được 10 chai. Chỉ có 135.000 một chai thôi. Cái này sao anh nói được? Ủa, bây giờ phải bán được thì mới gọi là thử thách chứ. Dễ quá rồi sao?
Rồi anh Quang sẽ bán Hana sốc siêu nước rửa phụ khoa. Rồi tự tự làm nghĩ sao nó làm thì ông biết. Nước rửa phụ khoa hả? Mọi người ơi, có của nam không? Nam nữ đều xài được. À nam nữ xài được hả? Dạ. Rồi anh bán cái đó đi. Dung dịch vệ sinh phụ nữ mà. Thì đúng rồi, là nước rửa phụ khoa đó. Với lại cái này. Là cái này là cái gì nữa? Là nước hoa. À nước hoa thì được. Nước hoa dành cho cô bé. Ủa anh ngộ quá à. Trời ơi. Mọi người ơi. Đây bán nước hoa dành cho cô bé nè. Rồi. Rồi đây nước. À kem 4k. Anh bán kem 4k. Có luôn em. Kem 4k có nè. 240 ngàn. Bây giờ anh bán 10 sản phẩm. Sản phẩm nào cũng được. Em order gì bé ơi. Bé yêu ơi. À nước phụ khoa như vậy? Nè một, cầm bán một, đi, anh không biết đâu, anh phải bán được 10 chai nước phụ khoa. 135. 135 ngàn em ơi. Em ai mà order là inbox hả? Inbox vào bay hồ với trăm hao. Mấy đứa ơi, coi bán hàng nè. Mấy đứa, kiểm tra bay. Mấy em ơi, mua giùm anh nha. Inbox vào trang hồ Bích Trâm Ao nha. Fanpage á. Rồi cái này là 135 ngàn. Nước rửa phụ khoa. Ủa sao nói tới cái câu đó bị khựng vậy? Nước cho nữ và cho nam luôn. Trâm nói là cho nữ cho nam luôn ha. Thương hiệu là cái gì? Anh Quang, thử thách của anh Quang ngày hôm nay là phải bán được 10 chai Hana. Khi nào mà Trâm kêu một bạn nhân viên vô và bạn nó phải chốt được. Chúc ơi, em vô em chốt đơn giùm chị coi anh Quang bán được 10 chai nước rửa phụ khoa không. Cái này là Hana Shop Siêu. Siêu là lụa đó, mịn mềm mịn như lụa đó, đó cái đó đó ha. Bán được chưa em? Bán được chưa? Chưa. Bây giờ nha, bạn nào mua ủng hộ anh Quang á thì nói, nhưng mà cái chai này á, một á là mua kèm sản phẩm, hai là phải mua hai chai. ODB có. Không, có luôn em. Kem ODB là gì? Cái này thuốc mà. ODB uống đẹp da bữa quay phim đó. Uống đẹp da chứ không phải là kem em ơi, thuốc nha. Anh bán 10 sản phẩm là tất cả sản phẩm nào cũng được nè. Này bạn nào hỏi 4k đây nè. Đó bạn nào hỏi 4k là mua giùm anh đi. 4k nè, đó, rồi ODB nè, đồ uống đẹp da nè, rồi cái này là Hana Shop Siêu, đó, mềm và mịn như lụa ha. Cái gì mềm và mịn như lụa, cái gì, anh tư vấn vậy không được, cái gì mềm và mịn như lụa? Cái nước rửa. Nước rửa gì chứ tự nhiên, không lẽ nước rửa tay? Nước rửa phụ khoa. À không, nước dung dịch vệ sinh cho phụ nữ, rồi, dùng cái này là đúng rồi, đó, cái này người ta ghi đúng nè. Em mua không, em nào mua á? Em mua giảm cân bao nhiêu tiền vậy? Đây một giảm hộp cân. Sale còn 650 ngàn một hộp, 40 viên. 650 ngàn 40 viên mỗi ngày ăn. Một viên trước khi ăn sáng 20 phút. Một viên thôi mỗi nhưng ngày. Nhưng mà nhiệm vụ anh Quang là bán nước rửa phụ khoa, không có bán giảm cân không, vậy. Không, em có order không được 10 sản phẩm là được rồi. Không, 10 chai nước rửa phụ khoa mới được. Thôi ác trời. Bây giờ anh chấm chơi anh tới nhà em anh ăn anh hành em đủ kiểu hết trơn, giờ anh phải bán đi chứ. Ê cái dây này hôm qua em đeo nè. Đúng rồi, nhưng mà đừng có đánh trống lãng nữa, lo bán hàng đi. Nào nước rửa phụ khoa thành phần công dụng cách sử dụng nào. Mọi người hỏi 4k kìa. Kem 4k 240 ngàn. 240 triệu. Mọi người mua cái này đi mọi người. Nè anh, thành phần và công dụng trên đây đọc cho mọi người nghe không biết đâu. Cách sử dụng đi. Cách sử dụng đọc luôn. Không, để đọc cái này trước nè. Tên là Hana Shop Siêu ha. Đây, rồi. Dùng để vệ sinh cơ quan ngoài cho nam nữ. Trời ơi. Nói chung là vệ sinh cái chỗ đó. Rồi vệ sinh chỗ đó cho cả nam lẫn nữ. Cách sử dụng làm ướt cái chỗ đó đi. Bỏ cái chữ. Lấy 2-3 giọt dung dịch cho vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ nhàng vùng chỗ đó trong giây lát, sau đó rửa lại bằng nước sạch, sử dụng 2-3 lần một ngày vào thời kỳ cái thời kỳ đó của phụ nữ. Thời kỳ có lý do. Ủa anh sao vậy, đàn ông đàn bà gì mà chả còn cái này bình thường mà đúng không mọi người? Nhưng mà vì sao anh cũng phải tìm hiểu nữa, sau này anh có con gái hay sao? Không phải, anh cái... có con gái anh cũng phải chỉ cho con anh thật chứ. Thật sự là cái này anh cũng có xài nhưng mà của nam. Trời ơi, phát hiện anh Quang có xài nước rửa phụ khoa. Ủa cho nam mà. Có lại cho nam có mà. Trời ơi, ghê. Giờ mới phát hiện ra bí mật trong trời. Cái đó thì nó làm cho mình sạch thôi, nhưng mà không có lỗi liễu như vậy đúng không các bạn? Cái đó thì mình tự đi kiếm mà mình mua thôi, tự nhiên cái giờ em phát live chi đó cái này. Trời ác ghê, mà cái này nó ghi chữ phụ nữ đàng hoàng luôn. Không anh ơi, cái này người ta bán đại trà lắm, anh phải kêu gọi là mọi người hãy mua ủng hộ Hồ Bích Trâm nha. Mọi người mua ủng hộ Hồ Bích Trâm cái này nha. Mua 2 chai do Hana Xuất Siêu của anh Quang bán được tặng một cái mặt nạ.
Rồi. Tặng kèm thêm một cái mặt nạ 15.000. Rồi, hôm nay là cái ưu đãi nha. Các bạn nào đặt order 2 chai 135.000. Một chai, hai chai nhiều. 135.000, một chai hai chai là 170. Ôi, 270.000. 270.000. Anh thấy sao hai chai còn 170 tôi lỗ đi. 270.000 tặng cái này 15.000 một cái miếng mặt nạ nè mọi người. Đó. Rồi. Mua hai chai tặng một mặt nạ. Mua hai cái mà tặng một mặt nạ. Rồi có người hỏi công dụng là gì kìa. Hồi nãy mới đọc rồi. Chưa, công dụng mà. Công dụng. Hồi nãy anh đọc thành phần và cách sử dụng, còn bây giờ công dụng kìa. Công dụng là nào đó? À, công dụng của anh à, cái công dụng là vệ sinh cơ quan sinh dục sinh dục ngoài đấy. Cơ quan sinh dục ngoài cho cả nam và nữ. Có nam và nữ không? Nè, có chị em nè. Ủa thấy chưa? Em tặng cho anh Quang, anh bán 10 chai tặng chai cho anh về xài. Trời tức vậy sao? Các bạn nào ơi, mấy bạn coi livestream thì các bạn mua nước rồi. Hoa, nước hoa. Ê, có người mua. Đó, nè nè em có nước hoa em mới hỏi nè em, nước hoa cho đó 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 em. Nước hoa vùng kết. Nước hoa cho cô bé. Em ơi cái này 135.000 nước rửa phụ khoa này bạn nào hỏi cho 35.000 nha. Đó. Rồi cũng siêu cấp đôi. À, à bạn nào mà muốn anh Quang thắng á thì nhắn tin mua hàng thì nhớ là ủng hộ anh Quang để chăm biết chăm chốt nha. 10 bạn thì 10 bạn anh Quang bán được 10 món thì anh Quang mới được về. Chết nha anh em ơi, 9 giờ mấy rồi cho anh về anh ngủ với mang còn đi theo đảo lọc quay nữa. Nè mọi người ai mua cái này nha, cái này là cái gì quên rồi. À nước hoa cho em bé ha. Em bé của mình. À, cái này là gì vậy? Có, người ta hỏi cái gì mà có bà. Thôi, trời ơi. Bậy bạ. Không có bán cái đó. Mấy bạn đi ra hỏi cái ok với lại Dulet cái gì, Dulet gì đó, các bạn đi Dulet tới các bạn đi ra chỗ cái gì núi lửa gì đó đúng không? Núi lửa hoặc là vô siêu thị 24 giờ nghe. Nói chung những cái đó giờ bị bình thường lắm nhưng mà chỉ có cái này là Quang mới tiếp xúc nè. Mọi người ơi, không có gì mà gọi là tội nghiệp anh Quang cả nha. Anh Quang qua chôn chăm trước, hồi nãy là chăm té xỉu ngoài kia rồi, mém một lần rớt tim rồi. Cho nên bây giờ phạt lại nha, cái này là chôn tôi thì bây giờ chôn lại thôi. Làm sao làm bán cho được 10 chai nước rửa phụ khoa, không bán được thì coi mai khỏi đi bảo lọc quay. Mọi xác người định ơi, luôn. Hồi nãy ai hỏi giùm Quang á, mua hai cái giùm Quang đi, mua hai chai tặng một cái mặt nạ. Mua hai cái là 135 với 135 là 275. 170 miết luôn á. 270 với lại tặng cái này 15.000 là tính là còn có 255.000 à. Đó, rẻ. Ê 220k lại giống gì vậy? Nè ăn nè, 220k. Ủa 220 là gì kìa? 220 là cái món khác của bà nhân viên mới đang ấy. À vậy hả? Ừ. Con mệt lắm, con mệt mỏi không, lắm. Không, cái đó nó ghi bài. Ôi vậy hả? Chặn đi em ơi, tào lao á. Rồi, đây là chị Trâm, em lấy hai chai thuốc rửa phụ khoa. Cảm ơn bạn Trân Nguyễn. Bạn Trân Nguyễn là bạn khách đầu tiên của Hải Thiên Quang ha. Mọi người ơi, cái hai này chai. Là mình đang chôn anh Quang thôi. Tại vì anh Quang nãy chôn mình trước cho nên giờ mình bắt lại, hiểu hai không? Hai chai nha. Rồi, chốt đơn này. Ủa, hàng. Cái này có gì đâu trời. Cái này nước rửa bình qua bình thường mà, có gì đâu. Đâu sao đâu mọi người. Thật sự là cái này thật sự là Quang hơi, tại vì cái này quán là Quang tưởng cho nữ không thì Quang hơi ngại thôi, nhưng mà thật sự là cho nam là Quang đã xài cách đây 2-3 năm rồi, lúc đó mua cụ từ bên Thái Lan về nữa kìa, rất là bình thường. Những cái đó là cái mình, tại vì công việc của mua mình mua hai chai tặng một thôi. Trời ơi, ổng đòi tặng hai nạ kìa anh, chắc em đổ chết luôn á, bán cái này không có lời. Tặng một mặt nạ thôi em ơi nha, bán cái này không có lời nha. Rồi bây giờ các bạn mua giùm anh nha. Rồi hồi nãy bạn nào chốt á, em ơi chốt em được 10 cái chứ kìa. Chị có nãy giờ chưa chốt được. Chốt đơn liên chốt đơn hả? Chốt đơn à, bao nhiêu ml, bao nhiêu miu à, ml là miu à, ml liu 150g em ơi. 150g á, 150g là 150ml luôn em nha. Onibi một liệu trình có mấy chai, ba chai em, ba hộp này nè, là một liệu trình cái này là bữa em với anh uống quay phim đó, nhớ nhớ không? Nhớ là 560 ha, đã giảm giá rồi đó cưng. Bạn nào nước qua vùng kính các chị ơi rất tự tin. Ủa ai vậy? Lê Hồng thì khách á. À, khách ơi, mua đi cưng. 340. Chị ơi sô cô la em bỏ tủ lạnh ngăn đông được không chị? Không, không cần đâu sô-cô-la em. Sô cô la giảm cân, ăn giảm cân mà bỏ ngăn đá chi, trời, có phải sô cô la ăn bình thường đâu. Hồ Bích Trâm Hao đọc tin nhắn rồi là sao? Mọi người ơi mua gì nhắn tin vào giùm Trâm vào trang Hồ Bích Trâm Hao nha. Ồ, của sản phẩm của chị Băng sản đúng xuất. Rồi, đúng rồi. Bằng gì á? À. Nhưng mà em nhập lại nhưng cái mà giá bán là không có lời. Cái này đúng không? Ừ, bán ấy, nhưng mà tại vì khách người ta hỏi nhiều lắm cho nên là tại vì nó rẻ. Ừ. Thôi được rồi, vậy quảng cáo đủ rồi đó. Nãy giờ bán cho được. Ok đây nè, bé heo, ok. Nước hoa dùng kính Hanasuki không có, Hanasuki không có em ơi. Hanasuki.
Hanasuki là này luôn nè, nó Hanasuki nè em, là một cái là 135. Ai, nhị hoa nghệ tây. Nhiều chơi nước hoa đi anh, đây nước hoa vùng kín. Rồi rồi, chốt đôi em ơi, em nhắn tin vô fanpage của Trâm Hao giùm anh nha. Mở ra cho người ta coi, chai màu đen á là sexy. Hiểu không? Còn chai màu hồng á là dễ thương. Hả? Con ghế đỏ hả? Con ghế hả? À con chó. Trời ơi. Cái ghế hả? Nó đé. Nó đái. Trời nó đé, nó đé. Nó đé hả? Con lấy cái dĩa con leo đi. Lấy cái dĩa leo đi. Lấy cái dĩa leo. Rồi đó. Rồi nè, cái chai nước hoa nè mọi người. Trời, ủa sao có chén màu trắng. Anh Quang đã thua rồi quý vị ơi, chưa biết được chai nào, chưa ai chốt đơn. Hồi nãy mấy bạn nhắn hỏi quá trời kìa. Không thấy bạn nào trơn á. Bạn ơi. Dùng bánh bột sô cô la giảm cân được, giảm được từ 2 cho đến 7 kg cho chị ơi, tùy cơ địa. Mình vô cái fanpage Hồ Bích Trâm Hao á và là chị quên gì quên rồi. Hồ Bích Trâm Hao. Anh ơi, người order, ta đừng có để lại số điện thoại trên livestream em bị cướp đơn. Đừng có để lại số điện thoại trên livestream bị cướp đơn nha mọi người. Mọi người nhắn tin số điện thoại và tên kèm tên vô cái Hồ Bích Trâm Hao ha. Rồi, rồi Quang chốt đơn cho. Hồi nãy 3-4 bạn hỏi gì đó, Quang gần thắng rồi đó. Xài ok lắm mọi người ơi, đúng rồi. Anh tư vấn gì đâu mà người ta không muốn thầy mua luôn á, chán. Đâu, tại mọi người chưa biết á. Nè, anh coi anh tư vấn một lần cho nghe nè. Không, nãy giờ anh tư vấn người ta sắp mua rồi, giờ anh tư vấn cái người ta. Đây nè, coi em tư vấn nè, tư vấn một lần cho anh coi cách bán hàng của Hồ Bích Trâm như thế nào nè. Đây, xin chào mọi người, đây là sản phẩm Hana Soft Seal của Hanasuki hả? Yuki. Tưởng Suki giống xe quá nè. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, đây là nước rửa phụ của Hana Soft Seal. Một chai 150g, sử dụng được rất là lâu, mỗi lần chúng ta xài chỉ cần cho một hoặc bắp như thế này thôi. Để làm mềm cho cô bé nè, chống viêm nhiễm nè. Thưa ơi, đừng có để số điện thoại trên livestream em. Đúng rồi, biểu mọi người á, like, nhắn tin giùm em mà có trang bán hàng. Em chỉ có một trang bán hàng duy nhất Hồ Bích Trâm Hao thôi. Mọi người nhắn tin vô trang Hồ Bích Trâm Hao thôi nha. Tại vì nhắn tin trên Facebook, trên livestream sẽ có những cái bạn khác cướp đơn là lừa đảo nữa, người ta gửi tới những cái sản phẩm không có đúng nha. Các bạn chống đột quỵ ngay nay có giảm giá không chị? Đột quỵ về lên giá rồi em ơi, 550 rồi em, cháy hàng không có hàng em ơi. Rồi lên giá rồi em ơi. Sô cô la hết hạn ăn. Không được, nhưng mà thôi mình để ngoài mình ăn mà, tự nhiên bỏ tủ lạnh chi cho cợt. Không, hết hạn sao ăn được, cái gì hết hạn là bỏ. Coi clip mẹ tính nhớ cái gì cô Tết Sì Tiên kìa. Rồi thôi, hành hạ Quang vậy đủ rồi, giờ ra nấu cháo gà cho Quang ăn nha. Có hương. Rồi có hút khô miệng luôn ha. Có luôn, tôm miệng mua đây. Hai hộp kìa, bạn kêu mua hai hộp kìa. Rồi cảm ơn em. Tôm miệng 230, sale còn 230, 350 sale còn 230. Cái nước này anh Quang sao? Cuối năm á anh Quang bán hàng không đi. Bán hàng cho anh đi ra quay nhiều quá. Em muốn ca 240. Mai mốt từ từ Trâm rèn luyện cho Quang bán hàng online thì mọi người mua giùm Quang nha, đừng mua cho Trâm nữa cũng được. Qua năm anh Quang bán hàng rồi mọi người, anh Quang bán cái khác. Ba bán cái chắc là bán cái khác. Bán thận nữa. Bán rượu. Bán rượu được, anh bán đi em mua rượu. Qua bán rượu vang. Em hay uống rượu lắm. Ba bán rượu vang. Thì lấy hai hộp sô cô la giảm cân ok chị Thu Tả nhắn tin cho em. Sắp siêu bao nhiêu? Sana sắp siêu là 135.000 em. 135.000 nhẹ tay. Nhắn cho ba đi. Nhẹ tay là gì vậy? Cái này nhiêu tiền? Nhị hoa nghệ tay xe còn 200.000 anh, 340 kê xe còn 200.000 anh. 340 xe từ 200.000. Bữa em mơm cái này mấy ngàn hộp được, bán giùm em đi sale rẻ luôn á. Để sale, thu hồi vốn. Sale 200.000 nha, sale đang sale 340.000 nhưng mà sale còn có 200.000 nè, hồi nãy bạn nào hỏi á. Cái này là cô làng Super Negin là loại 1 luôn, nhưng mà tại vì em mơm số lượng lớn quá cho nên giờ em phải xả hàng. Bahama là của Ả Rập luôn nha mọi người. Đó. Iran. Của Iran nè. Của Iran. Super Negin. Super Negin ok. Là loại 1, hạn sử dụng là 2 năm. Hạn sử dụng là 2 năm. Cái này có công dụng lại gì anh biết mà, anh uống mà. Nói chung là cái này làm đẹp da nè, nó lọc cái chất trong cơ thể mình rất là tốt mà nè, rồi cho ngăn ngừa một số bệnh về ung thư nè. Rất là nhiều và làm cho tinh thần mình tỉnh táo nữa. Quang hàng ngày Quang đều uống cái này. Đặc biệt là cái hoa nhệ tây này nè mọi người. Thật sự làm cho mình định thần được, giống như là mình nói chung da vẻ, nói chung về da cái thần sắc của mình giữ được cái thần sắc tốt. Ha, Quang thì Quang rất ít dùng mỹ phẩm, nhưng mà ở nhà Quang là ngày nào Quang còn dùng nước hoa nhệ tây này. Đó, cái này Quang nói thật nha. Ngay cả vô pha rất là dễ, ngay cả ví dụ như Quang la pha một cái, hôm nay trong không có đại nước hoa nè. Quang ở nhà Quang pha nước cái gì đó, một ly ca trà đá đúng không? Thì Quang bỏ vô đó 5, 6, 7, 8 cái nhị này nè, cứ để đó nó ra từ từ. Đó, cứ uống thôi. Quang uống hàng ngày luôn, thay nước của Quang là
là hoa nghệ tây hoàn toàn và nó lọc cơ thể rất là tốt. Cái này thì Quang biết và nó chắc chắn luôn ha. Sale còn 200.000 mọi người ơi, quà ở lừa. Nãy giờ bán cái này dễ hơn á. Bao nhiêu gram? 1 gram sử dụng hơn 2 tháng. 1 gram nhưng rất là nhiều nè. Mọi người coi cái anh cái, bây giờ anh tập tìm. Luyện đi, mai mốt anh bán rượu là anh sẽ bán được đó. Em ơi, Vi Lê đừng có để số điện thoại trên đây, em nhắn tin vô cái hộp bích trăm hao giùm anh đi ha. Ok, chốt đơn cho Đinh Thúy Hằng, nhắn tin vô cái hộp bích trăm hao giùm anh ha. Rồi, nước hoa vùng kính. Ủa, nước hoa gì? Nước hoa kìa, nước hoa không chị? Nước hoa gì em? Kem tăng mỡ anh ơi kìa, kem tăng mỡ còn. Dị hoa hả? Kem tăng mỡ 230, sale còn 230. Nguyễn Gia Kiều, em nhắn tin vô ban bay với em ơi, em đừng có bay hộp bích trăm á, hộp bích trăm hao đang bay đang like nè. Bay đang like này luôn nè, em nhắn tin vô đi rồi có các bạn chốt đơn cho em chứ em nhắn trên đây là bị chốt đơn. Trời ơi, ta tính anh Quang mới bán giỏi hơn em luôn á, thiệt có chứ, anh Quang bán giỏi hơn trăm luôn á. Cái này là kem tăng mỡ bụng nè. Các bạn chét vô xong rồi cần massage một chút xíu ha, xong có bó biết bụng luôn. Bó bụng không? Bó cũng được, không bó cũng được, ghê thiệt. Chạy ngày xưa á, qua cũng có xài cái này chứ đã lắm, massage vô trời ơi, nó đốt nó bơn cái mỡ bụng đã rất là đã. Đó. Lấy em 3 gram là 3 hộp. Ok em ơi nhắn tin vô fanpage giùm anh nha, hộp với Thị Dương. Nhắn tin vô fanpage giùm anh đi, ngày mai anh cho ship liền luôn nè. Đó, chạy đơn liền cho các bạn luôn. Các bạn ở thành phố ngày mai chúng ta ăn Noel với lại uống hoa nghệ tây luôn nha. Yeah. Công dụng kem 4K. Công dụng kem 4K là giúp dưỡng trắng sáng da, mờ nám mờ tàn nhang. Thôi thôi, anh chào mọi người đi kìa. Thử thách đủ rồi. Ok, bye bye. Nói chung là tập cho anh Quang bán đi, sang năm anh bắt đầu kinh doanh buôn bán rồi mọi người. Mà tính bán rượu vang á, có gì mọi người giúp đỡ nha. Ok, em bán rượu vang là em sẽ uống mỗi ngày, nhớ tặng cho em thùng rượu nha. Rượu vang là rất là tốt cho tim mạch nha. Nếu mà bạn nào uống tối nay em cũng uống cho em có thằng thùng kia nữa kìa. Ok, bye bye.